chào tất cả các con, cô xin tự giới thiệu Cô là cô Kiều Anh, giáo viên môn tiếng Việt của hệ thống giáo dục học mãi Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô đi vào ôn tập một nội dung kiến thức nằm trong chương trình môn tiếng Việt lớp 3 của học kỳ 2 Nếu như chúng mình còn nhớ thì ở tuần 19 và tuần 21 trong phần luyện từ và câu Các con đã được ôn tập và cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào và ở đâu Thế thì ngày hôm nay cô mong muốn là chúng mình sẽ cùng với cô củng cố lại cái kiến thức này các bạn giúp cho các con có thể nắm được tốt hơn biết phân biệt này uh, xác định được tốt cái bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào và ở đâu cũng như là chúng mình có thể uh, đặt được câu hỏi trả lời được uh, hai dạng câu hỏi này chúng mình đã sẵn sàng cùng với cô đi vào nội dung của ngày hôm nay chưa giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé đầu tiên thì chúng mình phải nhớ lại cho cô đối với câu hỏi ở đâu và câu hỏi khi nào thì khi mà chúng mình sử dụng mà hai cái dạng câu hỏi này hai cái mẫu câu hỏi này nghĩa là chúng ta đang mong muốn thông tin cái người trả lời câu trả lời phải cung cấp được cho chúng ta thông tin gì thứ nhất đối với dạng câu hỏi ở đâu khi mà cô đặt một câu hỏi ở đâu là ví dụ như à, hôm nay à, con học tiếng anh ở đâu con sẽ nói cô hôm nay con học tiếng anh ở trường con học tiếng anh ở nhà con học tiếng anh ở trung tâm hay con học tiếng Anh ở trên mạng thì những câu hỏi như ở trường, ở nhà, ở trên mạng này, đương nhiên chúng ta sẽ thấy là những câu hỏi như ở trường, ở nhà hay ở trung tâm thì là cung cấp cho cô được cái thông tin biết được là à cái địa điểm, cái nơi trốn mà con học là gì. Còn đối với câu học ở trên mạng thì là à nó là ở trên máy tính đúng không? Chúng ta biết được là không phải là học ở cái không gian bên uh, thực tế này mà học qua uh, internet. Thế thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý cho cô đối với câu hỏi ở đâu nghĩa là chúng ta mong muốn câu trả lời phải cung cấp được địa điểm nơi chốn còn khi mà các con trả lời những câu hỏi ở đâu thì các trong câu trả lời của các con phải chứa cái bộ phận thể hiện là địa điểm và nơi chốn được chưa nào tương tự như thế đối với dạng câu hỏi khi nào cô đặt câu hỏi là um, khi nào thì trời sẽ tạnh mưa con trả lời là con nghe dự báo thời tiết thì khoảng 2 tiếng nữa trời sẽ tạnh mưa cô ạ thế thì con sẽ thấy là cái khi cô đặt câu hỏi khi nào trời tạnh mưa nghĩa là cô muốn biết thời à, mưa bao lâu nữa thời gian nào thì mưa sẽ kết thúc và con trả lời rằng là khoảng 2 tiếng nữa mưa mưa mới ngớt mưa mới tạnh cơ thì cái hai tiếng đấy là đưa cho cô cung cấp cho cô thông tin về thời gian phải không nào thì ở đây các con sẽ thấy khi chúng ta đặt câu hỏi về khi nào có nghĩa là chúng ta mong muốn nhận được thông tin về thời gian và tương tự như vậy, khi các con trả lời những câu hỏi khi nào thì trong câu trả lời của các con phải chứa cái bộ phận để chỉ một cái mốc một cái khoảng thời gian nào đấy. Đó, được chưa nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với cô đi vào làm một số những cái ví dụ thực hành để các con có thể nhớ được tốt hơn. Đó, chúng ta biết xử lý tốt hơn đối với hai cái dạng câu hỏi này, chúng ta dễ dàng xác định được xem bộ phận nào trả lời cho câu hỏi khi nào và ở đâu cũng như là để có thể trả lời đặt câu hỏi và trả lời cho được uh, cho hai cái dạng câu hỏi này. Bài tập đầu tiên mà cô đưa ra cho các con đó chính là chúng mình hãy gạch chân giúp cho cô cái bộ phận nào trả lời cho câu hỏi khi nào và ở đâu trong những cái câu văn dưới đây. Câu văn đầu tiên mà cô đưa ra cho chúng mình đó là Mùa hè cây cối trong vườn xanh um tùm Câu văn thứ hai. Những cánh bèo trôi bồng bềnh trên mặt nước. Câu văn thứ ba. Trong năm học lớp 3 này, chúng em được kết nạp đội viên. Là câu văn cuối cùng, câu văn thứ tư. Đàn ong chăm chỉ kiếm mật ở những luống hoa mọc ven hồ. Vậy là chúng mình thấy bốn câu cô đưa ra cũng không phải là những câu văn quá dài quá khó mà chúng mình bây giờ các bạn sẽ phải tìm cho cô xem là cái cụm từ nào cái bộ phận nào nó chứa thông tin trả lời cho câu hỏi khi nào và ở đâu ở trong cái phần cô đưa ra này thì chúng ta sẽ đi vào câu văn thứ nhất các con nhé. Mùa hè cây cối trong vườn xanh um tùm thì các con thấy rằng là ở đây có cái từ nào có cái cụm từ nào nó thể hiện là mức thời gian hay thể hiện nó là chỉ một cái địa điểm nơi trốn không nhỉ à giờ chúng ta sẽ thấy được ngay là ở đầu của câu một này chúng ta thấy luôn có từ là từ mùa hè đúng không nào là chỉ một mốc thời gian một mùa trong năm vậy thì chắc hẳn chúng ta xác định được ngay mùa hè chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu ạ à? không phải đúng không nào? Chính xác mùa hè phải là trả lời bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào à, như vậy câu một thì đã xong chưa nhỉ chúng mình à chưa bạn nào mà nhanh mắt thì nhìn ngay ra là ở câu một này không chỉ có bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào thôi đâu mà còn chứa cả bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu nữa đó chính là cụm từ nào đấy cây cối trong vườn xanh um tùm cây cối ở đâu thì chúng ta có câu trả lời là cây cối trong trong vườn. Vậy chắc chắn rồi, trong vườn sẽ là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. Và như vậy chúng ta thấy là câu 1 cô có mùa hè sẽ là bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào đúng không? Để có thể xác để có thể uh, xác định được có thể chắc chắn hơn ấy thì các bạn hãy cứ thay thế cái câu hỏi vào lắp vào uh, và để nếu câu văn này là câu trả lời đúng với câu hỏi thì nghĩa là chúng ta đã xác định bộ phận đúng rồi. Ở đây cô sẽ thay thế mùa hè bằng cái câu hỏi khi nào thì cô có khi nào cây cối trong vườn xanh um tùm thì câu trả lời của cô là mùa hè cây cối trong vườn xanh um tùm. Thế là đã đúng chưa? À đúng rồi, các con hoàn toàn có thể thay thế từ để chúng ta có thể uh, kiểm tra lại như vậy. Tiếp tục sang câu thứ hai nhé. Những Cánh bèo trôi bồng bềnh trên mặt nước. Ở trong câu này có cụm từ nào trả lời cho câu hỏi khi nào không ạ các bạn? Uhm, không có đúng không? Nhưng sẽ có bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu và không biết là chúng mình đã xác định được chưa? Các bạn có thể nói cho cô biết được không nào? Bạn nào mà có đáp án là cụm từ trên mặt nước thì là chính xác đúng không? giống như lúc nãy cái cách lúc nãy mà cô hỏi là thay cái cụm từ đấy đi lắp cái câu hỏi vào để chúng ta có thể kiểm tra được thì những cánh bèo trôi bồng bềnh ở đâu à ở trên mặt gì nhỉ ở trên mặt nước thì như vậy là chúng ta đã xác định đúng rồi cô có câu thứ ba trong năm học lớp 3 chúng em sẽ được kết nạp đội viên vậy thì có bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ở đâu hay khi nào không các bạn ý được kết nạp đội viên ở đâu? À chúng ta thấy rằng là trong năm học lớp 3 chúng em sẽ được kết nạp đội viên thì chẳng có bộ phận nào là mang cái thông tin là địa điểm nơi trốn cả Cũng chả thấy ghi là ở lớp ở trường hay là chỗ nào cả Thế nhưng lại có một cái cụm từ giúp chúng ta biết được là thời gian nào các bạn ấy sẽ được kết nạp đội viên Đó chính là ở trong năm học lớp 3 này Đúng rồi, vậy chúng ta xác định được ngay cái cụm từ này sẽ là cụm từ trả lời cho câu hỏi khi nào đến câu văn thứ tư nhé. đàn ong chăm chỉ kiếm mật ở những luống hoa mọc ven hồ. Ừ, cô đang thấy thắc mắc là liệu câu văn này có bộ phận nào trả lời cho câu hỏi khi nào không? à không có. nhưng nó lại có bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. cô thấy có chữ ven hồ này, cô xác định ngay được rồi. à ven hồ là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu các bạn ạ. như vậy thì đã chính xác đã đầy đủ chưa chưa đúng không nào nếu mà muốn thật chính xác thật đầy đủ thì phải là cả cụm từ ở những ở những luống hoa mọc ven hồ bởi vì khi mà thay thế vào chúng ta sẽ phải có câu hỏi là đàn ong chăm chỉ kiếm mật ở đâu đúng không đó ở trên luống hoa quả họ luống hoa cải ở trong vườn hay ở trên cánh đồng à không ở đây phải là ở những luống hoa mọc ven hồ cơ vậy thì qua những cái ví dụ những cái minh họa từ các cái câu văn trên và cách xác định thì chúng mình đã nhớ được cho cô là làm thế nào để xác định được các bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào và ở đâu chưa? Chúng mình sẽ tìm những cụm từ nào thể hiện thông tin về thời gian, về địa điểm nơi chốn thì đó chính là những cái bộ phận trả lời cho hai cái mẫu câu hỏi trên và để có thể kiểm tra lại thì các con cứ thay cái bộ phận đấy bằng chính cái câu hỏi đó và nếu như khi trả lời thì mà chúng ta thấy trùng khớp thì nghĩa là chúng ta đã xác định đúng rồi bây giờ thì để uh, có thể uh, củng cố hơn được cái cách trả lời cho những câu hỏi ở đâu và khi nào thì cô có một cái phần bài tập nho nhỏ thứ hai sau đây cho các bạn mời chúng mình sẽ cùng với cô trả lời các câu hỏi sau nhé câu a khi nào cây bàng khoác lên mình chiếc áo màu đỏ ối à đây là một câu hỏi khi nào và mong muốn được biết thông tin về thời thời gian Vậy thì lúc nào cây bàng sẽ khoác lên mình chiếc áo màu đỏ ối nhỉ? Đây là một câu văn có sử dụng biện pháp nhân nhân hóa, cây bàng khoác lên chiếc áo màu đỏ ối có nghĩa là cây bàng nó thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, nó thay nó thay màu lá đúng không? Mùa hè thì cây bàng xanh um ra, nhưng sang đến mùa thu thì những cái lá bàng nó bắt đầu chuyển dần sang màu vàng, màu đỏ, thậm chí có cả màu cam. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng thông tin mà chúng ta cần đưa vào chính là về thời gian và thời gian ở đây chính là mùa mùa thu đúng không đó con có thể nói là mùa thu cây bàng khoác lên mình chiếc áo màu đỏ ối hoặc là về gần cuối năm hoặc là hết hè đúng không hết hè thì sang thu nếu như bạn nào muốn không muốn viết hẳn là mùa thu mà các bạn lại muốn thay đổi từ ngữ một chút thì các con hoàn toàn có thể là mùa hè kết thúc hoặc là gì đây ấy nhỉ? Hết hè đúng không? Hoặc là sang thu đấy. Tức là chúng ta có thể thay đổi những cái câu này miễn làm sao nó cùng mang một ý nghĩa là chỉ một mốc thời gian đấy là vào mùa thu chẳng hạn. Thì chúng ta có thể thay đổi như vậy để cho câu văn của mình nó sinh động hơn chứ không nhất thiết cứ phải là phải mùa thu thì mới đúng. Được chưa? Đó miễn là đúng vào cái mốc thời gian chỉ cái khoảng thời gian đó. Tiếp tục nhá. Cô có câu B. Lúc nào Lúc nào mặt trời lên cao Chiếu dọi xuống mặt biển Xanh ngắt Lúc nào thì mặt trời lên cao Chiếu cái ánh nắng dọi xuống mặt biển Xanh ngắt nhỉ à, Như vậy thì câu này Cũng là một câu hỏi Về thời gian Nhưng nó bị thay thế Không phải là cứ câu nào hỏi về thời gian Cũng phải là khi nào Mà chúng ta có thể thay là lúc nào Hoặc là bao giờ đúng không Tuy nhiên nó cũng đều mong muốn là hỏi về Uh, thời gian vậy thì các con xem lúc nào thì mặt trời lên cao buổi sáng à lúc bình minh à hay lúc hoàng hôn tối muộn thì chắc chắn là không rồi bởi vì tối buổi tối thì làm gì có mặt trời đúng không mặt trời không chúng ta không thấy mặt trời thế thì bây giờ các bạn sẽ xem lúc nào là cái khoảng uh, thời gian mặt trời lên trên cao nhất đi nhỉ mặt trời đứng bóng đúng rồi chính là vào lúc buổi buổi trưa Và chính nhờ cái ánh nắng mặt trời đấy chiếu rọi xuống mặt biển Nên mặt biển nhìn rất là xanh Bạn nào mà mùa hè mà hay đi biển ấy, thì sẽ thấy là biển vô cùng xanh vào đúng cái khoảng thời gian là vào buổi trưa Đó, thế thì đối với câu B này các con sẽ trả lời như thế nào? À, có bạn sẽ bảo là cô ơi, uh, chúng ta thể trả lời là vào buổi trưa Đúng không? Hoặc là à, giữa trưa thì mặt trời lên trên cao Chiếu rọi xuống mặt biển xanh ngắt Tiếp tục, câu C Gần Tết, những cành đào, cành quất được bày bán rất nhộn nhịp ở đâu? Ừ, những cành đào, cành quất được bày bán rất nhộn nhịp ở đâu nhở? Vào ngày Tết. À, như vậy, câu ở đâu này là câu mong muốn cung cấp thông tin về địa điểm, về nơi trốn. Vậy chúng ta có thể trả lời là chúng được bày bán ở ở trong chợ này, ở hai bên đường này, đúng không nào? Ở trên phố xá, phố phường. Đó, thế thì dựa vào đó các con hoàn toàn hãy trả lời cho cô cái câu hỏi này theo cách của riêng các con chúng mình thấy là à, ở những chợ hoa ở trên hai bên đường hoặc là ở trên đường phố chẳng hạn được chưa bây giờ chúng mình cũng đến câu c nhá à câu d câu d này những con vật hoang dã thích hợp sống ở đâu tiếp tục là một câu hỏi muốn chúng ta cung cấp thông tin về thợ à về địa điểm về nơi trú đúng không vậy thì chúng ta thấy rằng lại để có thể câu trả lời có được câu trả lời thích hợp thì chúng mình phải xem nội dung của nó như thế nào thì những con vật hoang dã thì liệu chúng có thích sống ở trong vườn bách thú sống ở trong những cái uh, lồng củi hay là sống ở trong những cái khu trưng bày không nhỉ à tất nhiên rồi bởi vì chúng là động vật hoang dã nên thường chúng sẽ thích sống nhất ở trong rừng này ở dưới biển những cái con vật mà chúng không bị nuôi nhốt bởi con người thì thực ra cô có thể trả lời một câu hỏi này bằng một cái câu trả lời chung chung đấy là chúng thích sống ở trong tự nhiên ở trong thiên nhiên đúng không? Tức là không có sự can thiệp của con người. Vậy thì tùy thuộc vào uh, nội dung mà chúng ta sẽ lựa chọn cái câu uh, trả lời cho nó phù hợp. Thế thì vừa rồi cô và các bạn chúng ta đã cùng nhau ôn luyện xong những cái uh, nội dung kiến thức mà cô muốn các bạn nắm chắc. Chúng mình nhớ thật kỹ về việc là cách uh, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu, khi nào cũng như là cái cách xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu khi nào ở trong một câu văn Thế thì nội dung chia sẻ của cô Kiều Anh đến đây là kết thúc rồi Cô mong rằng các bạn đã có một những giờ phút học tập thú vị cùng với cô Bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các con nhé